giới thiệu với quý vị, đây là anh chị Công Sơn. Bên cạnh chúng tôi là Khánh Ly 1, Khánh Ly 2, Khánh Ly 3. Tất cả là chúng tôi. Giới thiệu quý vị bạn gia tài của mẹ chúng tôi. Xin lỗi, nếu mà Tân Vũ thì cũng đỡ, đây là Tân Phẩm.